chương 001. Cần ngươi làm gì? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Điểm kinh nghiệm EXP Không chức năng Quét xem, Hà Hiểu Thiên nhìn trong tầm mắt, bên trái thượng giác hai hàng chữ viết, có thể nói là mặt đầy mộng ép. Ở hung hăng véo mình một cái, dụi dù dụi con mắt sau. Hắn rốt cuộc biết, chính mình cũng không có nằm mơ, càng không phải là hoa mắt, xuất hiện ảo giác mà là tương tự lời nói quyển tiểu thuyết bên trong, những thứ kia gặp vận may lớn nhân vật chính, lấy được trong truyền thuyết ngón tay vàng. Chẳng qua là ngươi không nên cho ta phân phối một cái sách hướng dẫn loại sao? Chỉ hai hàng chữ, nhận biết ta ngược lại thật ra đều biết. Nhưng vấn đề điểm kinh nghiệm EXP loại này không khoa học đồ vật, ta rốt cuộc muốn làm sao đạt được? Cũng không thể giống như game online, tùy tùy tiện tiện giết cái nhà cầm là có thể thăng cấp đi. Vì vậy Hắn bất chấp rửa mặt, lập tức mặt chỉnh tề, thí nghiệm nổi lên điểm kinh nghiệm EXP lấy được phương pháp. Ở trải qua giết chết con kiến, giết chết từ chợ rau mua được gà vịt cùng với đủ loại không thể miêu tả hình ảnh sau, Hà Hiểu Thiên lựa chọn buông tha. Trong nhà bị hắn làm cho hỏng bét, trước không nói bên trong phòng bếp lông gà cùng vết máu, nhiêu là trong không khí cũng tràn ngập một cổ nhàn nhạt cứt gà vị. Này cũng không bằng không cho ta đây luôn không khả năng thật để cho ta đi giết nhân chứ. Bây giờ nhưng là pháp luật thời đại, khắp nơi đều có thiên nhãn theo dõi. Huống hồ cho dù giết người, vẫn là không có điểm kinh nghiệm EXP đây. Hạ Hiểu Thiên lầm bầm một câu, hơi có chút thất vọng. Cho dù ai lấy được loại này không khoa học đồ vật sau, đột nhiên phát hiện mình không thể thao tác, sợ rằng trong lòng cũng sẽ tràn đầy oán niệm. Tiếp lấy hắn bỏ quên hàng ngũ như nhất điểm kinh nghiệm EXP chữ viết mang toàn bộ sự chú ý đặt ở hàng thứ hai chức năng quét xem bên trên hắn thử tập trung tinh thần ở quét xem hai chữ bên trên điểm xuống ông hạ hiểu thiên cảm giác trong đầu dâng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lực vô hình đáng tiếc không đợi hắn lộ ra kinh hỷ biểu tình trong tầm mắt bên trái thường giác một hàng chữ nhất thời đem đánh rớt đáy cốc điểm kinh nghiệm exp chưa đủ không cách nào quét xem lúc trước tâm tình kích động, trong nháy mắt bực bội ở ngực, hận không được phun ra một cái lão huyết. Đáng ghét, ngươi lại không có nói cho ta biết làm sao lấy được điểm kinh nghiệm EXP. Đây rốt cuộc là ai làm được, hoặc là như thế nào tạo thành. Nói rõ liên tục cũng không có, thật là còn không bằng hoa quốc một ít ba vô sản phẩm, ít nhất người ta sẽ cho ngươi phân phối cái sử dụng nói rõ. Chờ đến tâm trạng hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại, Hạ Hiểu Thiên nhìn chật vật phòng bếp cùng phòng khách, lập tức lộ ra không ổn biểu tình. Phong này nhưng là hắn biểu ca. Bởi vì gần đây không chịu nổi mẹ lãi nhãi, hắn tài chạy tới tá túc một đoạn thời gian. Chờ đến đại học tự trường, liền sẽ trực tiếp từ nơi này biên viễn huyện thành nhỏ, trực tiếp đi đến ma đô quá tiêu sái vui vẻ thời gian. Cũng còn khá biểu ca thường thường bận đến nửa đêm tài sẽ trở về, ta còn có đầy đủ thời gian quét dọn. Hà Hiểu Thiên nhìn bên trong phòng khách biểu hiện, buổi tối, 8 điểm, đồng hồ điện tử, vui mừng thở vào nhẹ nhõm. Bất tri bất giác, hắn đã dặn có một ngày. Hắn biểu ca là một vị cảnh sát, bất quá ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Chỉ là một phổ thông lính cảnh sát, mà không phải nhìn uy phong lăng lăng cảnh sát hình sự. Dù sao chỗ ngồi này xa xôi huyện thành, vài năm cung không thể sẽ xuất hiện cái án mạng. Huống chi cho dù có, trên căn bản đều là tình giết. Vụ án điều tra phá án lên, thật là không nên quá đơn giản duy một khá là phiền toái là đủ loại trồng vặt móc túi hàng xóm tranh chấp không cùng tần suất bằng không cũng sẽ không mỗi ngày bận đến nửa đêm hắn biểu ca làm người rất tốt cười một tiếng có nhà bên tiểu ca ca như vậy mị lực đưa đến đuổi theo hắn rất nhiều người có thể duy chỉ có một chút khiến cho hà hiểu thiên tê cả da đầu hắn có bệnh thích sạch sẽ có bệnh thích sạch sẽ có bệnh thích sạch sẽ chuyện trọng yếu nói ba lần. Nếu như biểu ca sau khi trở lại, nhìn thấy mình không nhiễm một hạt bụi nhà, trở nên sốc xếp không chịu nổi. Phóng chừng sẽ hoạt quả hắn, mặc dù Hạ Hiểu Thiên tuổi trẻ lực tráng, nhưng là biểu ca cũng không kém. Dùng hắn lời nói để hình dung, người ta nhưng là cái người tập võ. Từ lúc ở ba năm trước đây, hắn bắt một cái mau tạc sau, liền đối với công phu trở nên cuồng nhiệt, từ nay đi lên một con đường không có lối về. Ít nhất, theo Hạ Hiểu Thiên, kia đúng là một con đường không có lối về. Nhớ mang máng, một năm kia chính là thi vào trường cao đẳng, quyết định vô số học tử vận mệnh một ngày. Mà hắn biểu ca, chập được một cái kẻ trộm. Những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu là tên tặc này. Lại có thể ở bốn trong vòng 10 giây, tay không leo lên 10 tầng lầu cao độ, không có bất kỳ bảo vệ các biện pháp cái loại này. Lúc trước vì bắt hắn, toàn bộ giác huyện mất dốc hết sức lực bình sinh. Vì kia kẻ trọng tốc độ, thật sự là quá nhanh. Đủ loại võ nghệ cao cường, tay không leo tường. Nếu không phải dựa vào nhiều người, người ta đã sớm chạy trốn. Hà Hiểu Thiên biểu ca, chính là phụ trách bắt trong hành động, một thành viên trong đó. Khi biết kẻ trọng mỗi 4 giây là có thể leo lên một tầng lầu, cùng với đang bắt trong quá trình các loại biểu hiện, hắn si mê công phu dựa theo mau tạc giao phó, nghe nói hắn từ nhỏ đã luyện tập khinh công. Hai chân bị cha trói lại nặng nề bao cát, trong ngày thường ngoại trường ngủ, thời gian còn lại không cho hái xuống. Thêm nửa đủ loại đặc huấn, luyện thành một cái thân hảo công phu. Từ nay về sau, biểu ca liền bắt đầu thử học tập võ công, sau đó vẫn còn ở mua trên nết những cái được gọi là đọc bản quyển bí tịch. Nếu không phải cô phụ cùng trong nhà hắn hợp mở một nhà nhà máy chế biến giấy, liền biểu ca kia chút tiền lương một năm cũng chưa chắc mua được nửa bổn cái gọi là võ học bí tịch đối với lần này hạ hiểu thiên khịt mũi coi thường người ta khinh công ít nhất có khoa học căn cứ đổi người bình thường huấn luyện tới mấy năm chưa chắc có thể tay không trèo lầu mười có thể người nhẹ như yến tóm lại là có thể được chẳng qua là ngươi mua nội công đến tột cùng là cái quỷ gì chẳng lẽ ngươi còn muốn một ngày nào đó phá toái hư không bạch nhật phi thăng hay sao bất quá những thứ này hạ hiểu thiên rất thức thời không thể nói ra một mực để ở trong lòng cố nhiên biểu ca luyện chơi rồi ba năm chẳng qua là người ta kia một thân bắp thịt không phải là uổng công luyện tập tám khối cơ bụng có chưa từng gặp biểu ca thì có một quyền đánh vào hắn bắp thịt bên trên người ta không chỉ có đánh rắm không có ngược lại thì hạ hiểu thiên bản nhân cánh tay bị chấn làm đau cho tới bây giờ trong đầu của hắn còn rõ ràng quanh quẩn biểu ca lời nói. Thư sinh yếu đuối. Được rồi, khiến nhân khinh bỉ nhìn không sao. Thư sinh yếu đuối ít nhất so với hàng ngày mù di luyện võ bắp thịt người điên tốt hơn nhiều. Nghe nói cô vì thế cũng sầu chết rồi, một ít người quen đều nói biểu ca suy nghĩ bị hư. Vì thế, rất nhiều theo đuổi hắn tiểu tỷ tỷ đều không thấy. Nhân soái nhiều tiền là một tốt nơi quy tụ, chẳng qua là suy nghĩ có vấn đề, thì phải thận trọng suy tính một chút. Hà Hiểu Thiên hơi có chút ý hương lan sang đứng dậy, chuẩn bị thu dọn nhà. Cùng cục. Khóa cửa tiếng vang lên, cái kia phó lười biến biểu tình trong nháy mắt liền cứng ở trên mặt, không thể nào. Trong đầu dần hiện ra ba chữ to, sinh lòng không ổn. Hiểu Thiên hả, theo ta trở về một chuyến cảnh. Môn người ngoại lai, lại nói một nửa lúc này hơi ngừng. Bên trong phòng khách Hạ Hiểu Thiên cùng Biểu Ca bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu không nói gì. "Ngươi tốt nhất nói cho ta biết đây đều là chuyện gì xảy ra, nếu không cẩn thận ta cho ngươi nếm một chút tức giận thiết quyền." Đẹp trai thậm chí có một tia tiểu thụ bộ dáng Biểu Ca, hai cái quả đấm rất là không khỏe địa bóp vang lên kèn kẹt. "Hắc hắc, Biểu Ca, ta muốn nói là hết thảy các thứ này cũng là hiểu lầm, ngươi tin không?" Hạ Hiểu Thiên lộ ra tự nhận là thân cận nụ cười nói, vậy ngươi đoán một cái, ta sẽ đánh ngươi mấy quyền. Cuối cùng biểu ca ở Hà Hiểu Thiên thái độ rất tốt đẹp nhận sai hạ, tha thứ hắn. Chẳng qua là có một cái yêu cầu, hắn phải làm được. Đó chính là lần nữa khiến gian phòng này trở nên không nhiễm một hạt bụi. Phàm là có một chút còn sót lại vết tích, hoặc là quái dị mùi. Hắn cũng sẽ bị đá ra khỏi nhà, lần nữa chạy trở về nhà mình, lắng nghe đến từ mẹ, quan ái. Ô biểu ca, đây là cái gì hạ hiểu thiên nhìn phòng khách trên bàn trà trong suốt túi ni lon nghi ngờ hỏi cái đó đồng thời mất tích án kiện hiện trường phát hiện án vật tàn lưu vốn là hôm nay có thể cơm sáng tan việc cùng các đồng nghiệp đi ra ngoài ăn chung chẳng qua là sở cảnh sát nhận được điện thoại nói có người ở thành đông phố thức ăn ngon trong hẻm nhỏ nghe được tiếng kêu thảm thiết chờ chúng ta đến phố thức ăn ngon tiến vào ngõ hẻm thời điểm chẳng qua là tìm được những thứ này không thuộc về vụ án phát sinh địa điểm màu đen vật chất sau khi tất cả mọi người đi đến chọn xong ăn chung địa điểm nhờ vả ta mang vật chứng đưa về sở cảnh sát kết quả trên đường trở về phát hiện quần dơ bẩn vốn là trở về sở cảnh sát sẽ đi ngang qua nhà chúng ta thuận tiện đổi xuống tỉnh một hồi đi ăn chung còn phải đặc biệt chạy trở lại này cũng có thể các ngươi cái này không tính là bỏ rơi nhiệm vụ sao không cần lập tức tra án. Hà Hiểu Thiên nghe vậy, trận mắt hốc mồm. Làm sao tra? Chỉ là có người nghe tiếng kêu thảm thiết, hiện trường phát hiện án ngoại trừ vật chứng túi đồ bên trong, không có thứ gì, không chút tạp chất không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải phố thức ăn ngon có thật nhiều nhân làm chứng, nghe thanh âm, chúng ta thậm chí hoài nghi có người báo giả án kiện. Nhưng là ở hỏi thăm mấy chục người sau, không có bất cứ người nào biểu thị nhìn thấy qua có ai tiến vào cái ngõ hẻm kia? Giới tính, tuổi tác, tướng mạo, không biết gì cả. Hết lần này tới lần khác nơi đó còn là cái theo dõi gốc chết, sức mười mấy thương gia máy theo dõi đều vô ích. Bây giờ chúng ta duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi người mất tích thân nhân báo cảnh sát. Luôn không khả năng chúng ta một đám cảnh sát, hướng về phía túi vật chứng trong vật không rõ nguồn gốc chất, ngẩn người một đêm chứ. Được rồi, đối với cho tới bây giờ không đi qua sở cảnh sát không biết phá án chương trình hạ hiểu thiên mà nói biểu ca lời nói không sơ hở nào để tấn công hắn nhìn trên bàn trà vật chứng bên trong túi màu đen vật chất không tự chủ được cầm lên tự quan sát kỹ nhìn từ ngoài vật này giống như là một loại nôn nhưng cũng không có gây mũi mùi vị bên trong mơ hồ có thiểm quan tương tự kết tinh thể một loại bất quá cầm trong tay luôn cảm giác lạnh lẽo giống như là bị cái quái gì cho nhìn chầm chầm một dạng tâm lý hơi sợ. Bên ngoài màu đen vật chất, tự như trong truyền thuyết minh thổ, làm cho người ta một loại bất tường cảm giác. Ở khoảng cách gần như vậy hạ, hắn thậm chí cảm thấy được có chút choáng ván đầu chán ghét. Không phải là nào đó hóa chất nguyên liệu chứ. Đối với thân thể con người có hại. Đinh Phát hiện có thể hấp thu điểm kinh nghiệm EXP, có hay không hấp thu cái gì? Hạ Hiểu Thiên mà kinh ngạc thốt lên âm thanh, đưa tới biểu ca hỏi. Không việc gì. Không việc gì. Cả ngày ngạc nhiên, chờ một lát ngươi theo ta đồng thời trở về sở cảnh sát, sau đó đi ra ngoài ăn chung. Hàng ngày ăn bán bên ngoài, không có chút nào khỏe mạnh. Hạ Hiểu Thiên đối với biểu ca lời nói, biểu thị hoàn toàn không có nghe lọc. Mà là ở sợ thang mình, lại lấy được lấy được điểm kinh nghiệm EXP đường tắt mặc dù nhưng con đường này tạm thời còn không rõ xác thực. Nhưng là chung quy, có phương hướng phải không? Chỉ là duy nhất để cho hắn dơ cờ bất định chính là, nếu vật chứng trong túi màu đen vật chất, một khi bị hấp thu là điểm kinh nghiệm EXP, sẽ hay không biến mất. Đồ chơi này nếu như không phải là biểu ca cầm về, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn hấp thu. Ngược lại chết đạo hữu không chết bần đạo vạn nhất bởi vì sau khi hấp thu đưa đến mất tích án kiện đầu mối biến mất nhà mình biểu ca liền muốn vác nồi rồi suy đi nghĩ lại hạ hiểu thiên quyết định thật phát sinh trở lên tình huống như vậy biểu đệ chỉ có thể nói một câu thật xin lỗi á huống chi coi như mất việc cô còn không biết có bao nhiêu vui vẻ đây cảnh sát nghe vinh quang có thể trên thực tế là một nghề nguy hiểm giác huyện cố nhiên kinh tế không phát đạt lại không xuất hiện qua hãng phỉ nhưng không chừng một ngày nào đó liền sẽ phát sinh cái gì ác tính vụ án, từ đó tại hành động bên trong hy sinh vì nhiệm vụ. Trọng yếu hơn là, chính mình nếu là bỏ lỡ hôm nay, sau này thì chưa chắc có thể gặp được đến cái này cơ hội. Ai biết loại này màu đen vật chất, là thế nào sinh ra? Biểu ca, hôm nay ta chỉ có thể có lỗi với ngươi rồi. Ngày sau biểu đệ nếu như có chút năng lực, nhất định sẽ gấp bội bồi thường ngươi. Hạ Hiểu Thiên nói thầm trong lòng sau, mặc niệm một tiếng hấp thu đinh. Đạt được 100 điểm S. Bên trái thượng giác hai hàng chữ viết, đột nhiên giật mình. Điểm kinh nghiệm EXP. 100 chức năng. Quét xem, hô. Hạ Hiểu Thiên nhẹ nhàng một hơi thở, không chỉ là thu được 100 điểm S. Hắn phát hiện vật chứng bên trong túi màu đen vật chất, mặt ngoài cũng không có gì thay đổi. Chẳng qua là bên trong kết tinh thể, tự hồ biến mất không thấy gì nữa lưỡng toàn kỳ mỹ lưỡng toàn kỳ mỹ dù là ngày sau có người phát giác những thứ này dị thường cũng sẽ không truy cứu đến đồng hồ trên người anh đương nhiên càng không biết phát hiện là hắn dở trò quỷ bất quá như cũ để cho người nhức đầu là cũ giải quyết vấn đề vấn đề mới lại tới cái gọi là quét xem hẳn quét xem thứ gì đây mỗi một lần tiêu phí điểm kinh nghiệm exp cần bao nhiêu điểm không nên quên hắn chỉ có một trăm điểm, còn phải tiếp tục thí nghiệm, gánh nặng đường xa hả? Hà Hiểu Thiên cảm giác mình rất ủy khuất, người khác ngón tay vàng, từng cái cuồng túng khóc huyễn treo chiên thiên, nhìn lại mình một chút nhà, nhất thời luồn nửa đoạn, không, hẳn là luồn đến địa tâm, ngay cả một nói rõ cũng không có. phi, nếu không phải biểu ca, mình đời này sợ rằng đều không cách nào đạt được một chút kinh nghiệm giá trị. Hà Hiểu Thiên không biết, hắn cử động giúp biểu ca một đại ân, thành công tránh khỏi cục cảnh sát tai ách. Tốt lắm, đi thôi Hiểu Thiên. Cơm tối còn không ăn đi. Biểu ca dẫn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Nóng lòng thí nghiệm quét xem chức năng Hạ Hiểu Thiên, dĩ nhiên là sẽ không đi. Hắn lắc đầu một cái, nói. Biểu ca, ta không đi, trong nhà còn muốn thu thập. Người chung quy không nghĩ buổi tối ngủ tại loại này tệ hại trong hoàn cảnh chứ. Lúc trở về, đánh cho ta bao một phần là đủ rồi. Được rồi. Biểu ca nhìn một chút chật vật căn phòng, cuối cùng gật đầu nói. Sau đó hắn liền mang theo vật chứng túi xuống lầu rời đi. Quét xem. Hà Hiểu Thiên ở biểu ca sau khi đi, lập tức bắt đầu rồi một vòng mới thí nghiệm. Hắn đầu tiên hướng về phía ly trà sử dụng, vật thể tương đối mà nói tương đối nhỏ, coi như hao phí điểm kinh nghiệm EXP, luôn không khả năng tiêu phí rất vượt quá bình thường. Đinh Nên vật phẩm không cách nào quét xem, quét xem thất bại. Ngay sau đó, bạn uống trà nhỏ, TV, giường, thậm chí cửa chống trộm, từng cái thất bại. Ai? Ta muốn ngươi phế vật này ngón tay vàng, rốt cuộc để làm gì? Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.